một loạt các cái tai nạn của cô Kiều thì rất nhiều lần cô nhớ về bố mẹ. Tôi chỉ nhắc một đoạn giữa thôi. Kiều về ở với anh Thúc Sinh, thì anh Thúc Sinh là một người con nhà giàu, một doanh nhân, một người biết chơi đàn, một người biết làm thơ. Thế và có một hôm thì tặng Kiều một cái bài thơ và chỉ nói một câu là: anh xin em là đây là cái bài thơ anh vừa làm để tặng cho em, nhưng mà anh muốn là em lại làm một cái bài thơ nữa đối lại, tặng lại cho anh. Thì Kiều nói rất thẳng thắn là: em xin khất anh để dịp khác, bởi vì trong những ngày này tự nhiên em thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá. Em rất ân hận là em là con gái trưởng mà em không chăm lo phụng dưỡng bố mẹ được. Em đang buồn như thế thì em không thể làm thơ được. Thế và cái câu kết, tôi nghĩ là mọi người rất ít để ý một cái chi tiết nhỏ. Khi cô Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường để tự tử thì người cứu cô là Sư Giác Duyên. Sư Giác Duyên đưa Kiều về cái thảo am của mình. Nói dễ hiểu là một cái chùa nhỏ ở gần cái sông Tiền Đường ấy, và hai chị em ở với nhau. Thế rồi sau đó thì gia đình Kiều với vợ chồng của cái cô em là cô Vân, cô Thúy Vân và cái anh Kim Trọng tìm lại được Kiều. Và mọi người trong gia đình Kiều thì nói với Kiều là: thôi thế thì bây giờ là xin phép chị của em là Sư Giác Duyên ấy, là cho chúng tôi xin Kiều về về nhà. Thì Kiều nói là: thôi có lẽ là bây giờ cũng gặp nhau rồi, thì thấy bố mẹ vẫn khỏe, thấy vợ chồng của Kim Trọng và Vân vui vẻ hạnh phúc, thấy em mình là cái anh Vương Quan đấy bây giờ cũng là có một cái thi cử học hành đỗ đạt và được vua ban cho một cái chức tước ở cái vùng đấy thì yên tâm rồi, và thực sự còn xin phép bố mẹ là còn muốn đi tu, còn không muốn về cái đời sống bình thường nữa. Nhưng câu chuyện báo hiếu ở đây là như này: thuyết phục mãi bố mẹ không đồng ý, thì bố mẹ mới nói là: thôi bây giờ như thế này, nếu con muốn đi tu thì con cứ quay về đi, bố mẹ sẽ xây cho con một cái chùa nhỏ ở cạnh nhà, để thứ nhất là con vẫn được đi tu, và thứ hai là con vẫn chạy đi chạy về để mà phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng mà thực ra bên trong đấy là muốn là Kiều quay về với cả Kim Trọng. Thế thì vì bố mẹ, vì muốn báo hiếu bố mẹ thì cô Kiều xin phép Sư Giác Duyên là cho về. Nhưng kết thúc cái chuyện Kiều thì các bạn biết là về báo hiếu bố mẹ và nói với anh Kim Trọng là thôi. Đấy, tức là đã có Vân rồi, và thứ hai nữa là em đã có qua 15 năm đã truyền tay là chữ của cụ Nguyễn Du qua bao nhiêu người rồi. Bây giờ mình nên giữ là tình bạn